Cái gì á? Trong gia đình. Ông ấy làm cái gì đấy? Cái đó tôi phải hỏi bà nhá. Bà làm cái gì mà bà mở nhạc đám ma lên thế hả? Tôi đang tập nhảy dân vũ để tới đây đi giao lưu dân vũ với làng Hạ. Tập nhảy dân vũ? Tập nhảy dân vũ bà mở cái nhạc đám ma lên bà nhảy hả? Mà tôi chưa thấy ai tập nhảy dân vũ dùng những cái động tác quái dị như của bà. Tôi tập bằng cái nhạc này là tới đây buổi giao lưu đấy có chủ đề là cô hồn các đảng. Ông là đàn ông có tham gia dân vũ bao giờ đâu mà ông biết. Thứ hai nữa nhá, là theo như báo chí phản ánh ấy, cái nhóm dân vũ và bioga của các bà ấy còn lôi nhau ra giữa đường để tập, làm ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông nhá, gây nguy hiểm tính mạng đến chính các bà và những người tham gia giao thông khác. Quả thật đấy là hôm đó chúng tôi cũng ra giữa đường để tập thật, nhưng mà chúng tôi chỉ ra có hôm đấy thôi. Chúng tôi quay video ấy để đăng lên mạng xã hội để câu like câu view, mong được nổi tiếng. Mà có phải hôm nào chúng tôi ra tập đâu. Câu like câu view hay là muốn chứng tỏ bản thân, muốn được nổi tiếng, cái đó ấy thì không phải là xấu. Thế nhưng mà các bà lôi nhau ra giữa đường tập như thế, nó vừa phản cảm này, vừa vi phạm pháp luật này. Từ giờ như tôi cấm bà đi tập bioga với nhảy dân vũ nhá. Tôi cứ đi tập đấy, ông không thể cấm vô lý như thế được. Nhưng bà có tin tôi đập mẹ cái loa cho bà hết tập không hả? Rồi hai con ơi, sáng ngày ra đã cãi nhau như thế, hàng xóm người ta cười cho, hai đứa vào đây mẹ bảo cái này đấy, mẹ ở trong này nhưng mà tai mẹ thính lắm, mẹ nghe hết chuyện của hai con rồi đấy, mẹ xem chồng con ấy cấm con đi nhảy dân vũ, lại còn cấm con đi tập bioga nữa. Đã thế lại còn đòi đập cái loa của con. Đồ đàn ông vũ phu. Bà còn cãi à? Ôi, chồng con nên nói có cái đúng đấy. Thứ nhất là con tập dân vũ mà cái chủ đề cô hồn các đản mở nhạc đám ma, mẹ nghe nó phản cảm lắm. Thứ hai nữa là các con tập bioga mà các con lại ra giữa đường các con tập rất chi là nguy hiểm con ạ. Vâng, con biết rồi ạ. Còn cái thằng chồng nữa, tính mày cứ nóng như kem ý, hơi tí là đòi đập loa của vợ. Mày đập loa đi, mày lấy gì mày dùng? Mà để cho vợ mày đi tập dân vũ ý, rất tốt cho sức khỏe đấy. Dạ con xin lỗi mẹ. Ôi bà ấy cứ đi tập cũng được, nhưng phải tập văn minh, nghe chưa? Vâng, tôi cảm ơn ông. Tôi hứa với ông ý là tôi sẽ đi tập một cách văn minh. Con xin lỗi mẹ. Tôi xin lỗi ông. Con xin lỗi mẹ. Tôi xin lỗi bà. Các con bình thân, ta miễn lễ. Cảm ơn các bạn đã xem video hài của Sự Béo Vlog. Những lời động viên, những lượt chia sẻ là niềm động lực rất lớn để Sự Béo Vlog cho ra những video hay hơn nữa, để mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và nụ cười ở trên môi. Tuy nhiên là làm dâu trăm họ thì Sự Béo Vlog cũng không thể làm hài lòng được tất cả mọi người.
Đấy, vì vậy rất mong những người mà chưa yêu quý hoặc là không yêu quý sự béo vlog thì có thể bỏ qua, không sân si và không buông ra những lời cay đắng ạ. Sự béo vlog làm video hài không mong muốn gì hơn là khán giả có những niềm vui và sự sảng khoái sau những giờ làm việc vất vả. Các cụ có câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đấy, vì vậy xem video hài của sự béo là một liều thuốc bổ miễn phí thì mọi người tội gì mà không xem, có phải không ạ? Cảm ơn các bác, các cô, các chú, anh chị em, bạn bè thời gian vừa qua ấy đã ủng hộ kênh Sự Béo Vlog rất chi là nhiều. Những tình cảm đó Sự Béo Vlog luôn khắc ghi ở trong lòng. Đấy, luôn khắc ghi ở trong lòng ạ. Một lần nữa Sự Béo xin chân thành cảm ơn ạ. Sự Béo Vlog yêu tất cả mọi người rất nhiều ạ.